Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành xử lý nghiêm livestream bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, trốn thuế. Yêu cầu này được đề cập tại văn bản số 316 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận hội nghị sơ kết một năm, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc tháo gỡ điểm nghẽn đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng giải pháp và lộ trình làm sạch tài khoản cho các trang thương mại điện tử và các trang mạng xã hội thực hiện hoạt động kinh doanh quảng cáo, đồng thời rà soát ban hành các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật để sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử, đáp ứng mục tiêu quản lý hoạt động thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.